sau vài chuyến săn tìm kho báu lần trước thu hoạch được khá chiến lợi phẩm, thì hôm nay anh dâu kẽm lại tiếp tục chuyến đi lên rừng, để tìm kho báu kiếm chén cơm của mình. Xem ra anh dâu kẽm khá hào hứng, với công việc đào mộ quốc mã ai nhầm đãi các tìm vàng này. Địa điểm hôm nay mà anh chọn là một khu rừng nằm bên cạnh rừng Amazon. Nơi rừng thiêng nước độc này, mà ông nào đem kho báu vào đây chôn thì cũng là can đảm lắm nhỉ. Chiếc máy xịn sò này không chỉ dò được hàng nóng, mà bất cứ vật thể lạ nào nó cũng có thể tìm ra được. Vừa mới đưa chiếc máy vào một gốc cổ thụ mà nó đã réo in ỏi rồi. Tìm xung quanh thì anh trai cũng thấy chỉ là mấy cái chai thủy tinh rỗng, bị mấy thanh niên kiểm lâm nhậu xong vứt bừa bãi. Trong lọ còn mọc được cây con thế này, thì chắc nó cũng bị vứt ở đây khá lâu rồi đấy các bạn ạ. Anh dâu kẽm lại tiếp tục dùng sẽn đào bới mấy cái cây ra xem có phát hiện điều gì đặc biệt không. Thật bất ngờ là anh ta lại tìm được một cái kính chiếu hậu của một chiếc siêu xe cùng với một chai thủy tinh khác. Bất ngờ lớn thế này thì đem vứt chỗ khác thôi, chứ cũng không nên lấy về làm gì các bạn nhỉ. Cái máy dò hàng nóng của anh lại kêu ùm sùm, khiến anh liền kiểm tra qua một chút. Xem nào, chỗ đất này được ngụy trang khá kỹ lưỡng. Anh dâu kẽm vội dùng chiếc sẽn nhỏ của mình lùa mớ cỏ khô qua một bên. Bên dưới đám cỏ khô là một lớp đất khá xốp. Cật lực đào bới một hồi thì anh dâu kẽm cũng phát hiện được một chiếc dĩa lá sen bằng bạc được chôn khá kỹ, bên trên còn khắc một dòng chữ gì đó cổ xưa. Nếu mà đây là lời nguyền giống trong mấy bộ phim Hollywood, thì chuyến này anh dâu kẽm sắp biến thành ông hói ngủ trong rừng rồi. Đi một đoạn, anh dâu kẽm lại phát hiện một chỗ đất trông khá bất thường so với những chỗ còn lại. Chiếc máy của anh lại một lần nữa báo động, cho anh biết dưới này chắc là có ẩn chứa cơ quan gì đó. Không biết nó có bị maximum gì không, mà tôi thấy sáng giờ đụng chỗ nào nó cũng kêu y chang hết. Nhưng xem ra lần này có tí khả quan, vì cái máy phát tín hiệu to hơn 2 lần lúc nãy. Ấy chà, bên dưới đóng cỏ khô là 3 miếng thép to tổ chảng, phía bên dưới còn được che đậy kỹ càng bằng một mớ gạch ống. Đây chắc là nơi giấu quỷ đen của anh kiểm lâm nào rồi đây mà. Nhìn tình trạng rong rêu phía bên trên, thì chắc cũng chỉ mới được giấu xuống. Ngụy trang sơ sài thế này, thì đúng là còn cái nịt anh kiểm lâm nhé. Dỡ 3 miếng thép qua một bên, anh dâu kẽm lần lượt moi luôn cả mấy thanh gạch ống lên hết. Gạch ống nhiều thế này, thì chắc kho báu phía dưới cũng có giá trị không nhỏ. Di rời xong mớ gạch ống, anh dâu kẽm dùng chiếc sẽn của mình đào xới mớ đất xung quanh lên. Phần đất này còn khá xốp, nên việc đào cũng tương đối dễ dàng, chỉ là nó nhiều vãi cả trưởng nên đào mất nhiều thời gian. Cậu vàng của anh cũng muốn phụ một tay, nhưng bị anh cho cả gáo đất vào mặt nên cay cú không thèm giúp nữa. Đào hết 7 tấc đất thì cái chung đựng kho báu cũng lộ ra. Tôi nhìn thì cứ tưởng nó là một quả bom không ấy các bạn ạ. Thật tò mò không biết mấy ông kiểm lâm giấu cái gì mà giấu kỹ thế không biết. Làm anh dâu kẽm đào đổ mồ hôi sôi nước mắt nãy giờ, mà vẫn chưa lôi nó lên được. Càng đào vào phía trong mớ đất càng cứng, khiến anh chàng đào sấp mặt luôn mà vẫn chưa hết đất. Sau 7.749 tiếng điên cuồng đào bới, cuối cùng cái chung cũng hiện rõ ra. Anh dâu kẽm phải dùng thêm một vài sợi dây leo rừng, mới có thể nhấc cái chung nặng vãi cả trưởng này lên mặt đất. Cái chung to thế này, tôi đoán chắc là đồ trong đấy giá trị cũng không nhỏ. Nhận thấy cái trái bom này khá là nguy hiểm, nên anh trai phải vội mang nó về nhà. Vừa về tới anh dâu kẽm đã nhanh tay lấy đồ nghề ra, rồi phê pha cưa bom à nhầm là cưa chung, mà anh tốn cả ngày mới đào được. Sau vài nhát cưa thì cái chung lì đòn, cũng chịu thua độ lì lợm của anh dâu kẽm. U là trời các bạn nhìn xem. Bên trong cái chung là một mớ đồ được gói cẩn thận, trong những miếng chống sốc cùng một chiếc nùi rẻ siêu bốc mùi, mà ngay cả ngoài màn hình, tôi còn ngửi thấy được mùi thum thủm. Nhanh tay anh lấy hết ra, tổng cộng có 10 món đồ, cùng một chiếc hộp màu đen có để tên của một chị gái nào đó. Chắc đây là quà anh kiểm lâm giấu riêng để tặng vợ bé đây mà. Món đầu tiên là một chiếc đĩa bạc còn mới cáo. Hai món tiếp theo là hai chiếc dĩa nhỏ, chắc là đế đựng ly của một bộ tách. Món thứ ba là một chiếc ly bạc, chắc là cùng bộ với bộ chén dĩa này. Thêm một chiếc ly cà phê bé bé xinh xinh. Có bộ chén dĩa thôi mà chôn kỹ thế này, khéo đây là báo vật gia truyền cũng nên đấy các bạn nhỉ. Thêm hai cái dĩa to được anh dâu kẽm bóc ra. Tới đây thì tôi chắc chắn anh bóc chúng một bộ dụng cụ ăn rồi. Nhưng trong chúng đẹp thế này, thì nếu anh không dùng mà đem bán cũng được một mớ không ít. Giờ thì để xem cục to nhất là gì mà gói kỹ thế. Ấy chà, là một chiếc bình bạc được chạm khắc siêu công phu. Thật bất ngờ bên trong chiếc bình còn có một mớ đồng hồ vàng vô cùng giá trị. Thảo nào lại được chôn kỹ thế này. Xem ra mớ bạc dĩa kia cũng chỉ là để đánh lạc hướng nóc nhà nếu lỡ may bị phát hiện thôi. Cao tay thế này thì cao nhân xin nhận của tôi một lại. Có tận 13 chiếc đồng hồ. Chuyến này anh dâu kẽm đã được thần tài phù hộ chúng mánh các bạn nhỉ. Mở nốt chiếc hộp còn lại. Ái chà, thêm một mớ trang sức vàng nữa. Chuyến này nóc nhà người ta thì buồn, chứ nóc nhà anh dâu kẽm thì sướng tít cả mắt. Quả thật là quá vi diệu, cứ mà như này thì một ngày đào sẽ ăn được vài năm. Cái nghề này thật là ảo ma Canada các bạn nhỉ. Thôi thì giờ mèo bánh xèo xin chúc anh có thể tận hưởng cuộc sống sau khi làm giàu nhờ số kho báu này nhé.
Còn bạn nào muốn theo đuổi công việc này, hãy bình luận dưới video ngay, lỡ khi anh dâu kẽm mà có nhìn thấy, ảnh sẽ dắt chúng ta đi đào kho báu với ảnh không chừng. Còn mèo bánh xèo thì đi bán bánh khọt đây, ai muốn ăn thì hãy cho mèo biết nhé. Bye bye!